Thưa quý vị, dù thị trường TV đang thất sủng, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả những doanh nghiệp liên quan lĩnh vực này đều lao đao. Tại Mỹ, tập đoàn truyền thông Chubb vừa chi 2,7 tỷ đô la để thâu tóm thị trường truyền hình, bất chấp nhu cầu đối với loại hình truyền thông này có vẻ như đang chững lại. 2,7 tỷ đô la Mỹ là số tiền mà đại gia truyền thông Chubb đã chi để mua lại 19 kênh truyền hình của tập đoàn Local TV. Mới tháng trước, Gannett vừa cho biết sẽ mua Belo và 20 kênh của nó với giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Với các kiểu thâu tóm này, các đài truyền hình không chỉ có nguồn thu từ quảng cáo, mà còn ăn phí tiếp sóng của các công ty cung cấp dịch vụ truyền hình cáp hay truyền hình vệ tinh. Chưa kể, các đài truyền hình cũng nhanh chóng tận dụng được sự bùng nổ của smartphone để mở rộng độ phủ sóng. Tính đến tháng 2 năm nay, người dân Mỹ có thể xem 180 kênh truyền hình bằng điện thoại di động. Có thể thấy xu hướng giảm báo in để tập trung cho các phương tiện truyền thông điện tử đang ngày càng rõ rệt. Chubb chuẩn bị bán mảng báo in của mình. News Corp cũng vừa tách mảng giải trí và báo in ra thành hai bộ phận riêng biệt. Các kênh truyền hình đang ăn nên làm ra hơn các nhà xuất bản. Rất nhiều tập đoàn đã tách mảng báo in ra bởi nó không thu hút nhà đầu tư bằng các phương tiện truyền thông điện tử khác. Dù đã chi tiền tỷ để mở rộng thị trường của mình, nhưng Chubb cũng như các hãng truyền thông khác cho biết vẫn chưa dừng lại và khi nào thu hồi vốn từ các thương vụ cũ sẽ nhanh chóng mua thêm nhiều kênh truyền hình khác.